Chào các em. Trong hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay sẽ có thêm phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và trên tay chị là phiếu mẫu. Phiếu này gồm có 11 mục và 4 phần. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em điền thông tin vào phiếu. Ở phần thứ nhất, A, thông tin chung gồm có các nội dung như sau. 1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh. Ở phần này cũng giống như phiếu đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia, các em cũng ghi chính xác họ, tên đệm, tên chính của mình như trong giấy khai sinh và lưu ý phải viết bằng chữ in hoa có dấu. Chỉ lấy ví dụ, thí sinh Nguyễn Văn A. Chị viết bằng chữ in hoa có dấu. Bên cạnh là ô giới tính, với các bạn nữ các em điền số 1, với các bạn nam điền số 0. Ở đây thí sinh Nguyễn Văn A, giới tính nam, chị viết số 0. Mục thứ 2, ngày tháng và hai số cuối của năm sinh. Lưu ý, nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10, các em sẽ viết thêm số 0 vào phía trước. Ví dụ, thí sinh Nguyễn Văn A sinh ngày 1 tháng 2 năm 1997, chị sẽ viết như sau. 01, 02, hai số cuối của năm sinh là 97. Mục thứ 3, các em ghi rõ nơi sinh của mình nhưng chỉ ghi tỉnh hoặc thành phố. Ví dụ, Nguyễn Văn A, bạn ở thành phố Hà Nội. Ghi Hà Nội. Mục thứ 4, dân tộc. Các em ghi bằng chữ. Ví dụ, bạn Nguyễn Văn A, dân tộc Kinh. Mục thứ 5, điền số chứng minh nhân dân. Ở đây có 12 ô trống. Với những bạn thí sinh mới làm chứng minh thư thì chứng minh thư nhân dân của các bạn sẽ gồm có 12 ký tự, 12 chữ số. Còn những bạn đã làm từ trước thì chứng minh thư chỉ có 9 chữ số mà thôi. Và khi đó thì các em sẽ để trống 3 ô đầu tiên và viết lùi về bên tay phải. Mỗi chữ số viết vào một ô trống. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A, số chứng minh nhân dân là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có 9 chữ số, chị để trống 3 ô đầu tiên. Mục thứ 6, thí sinh tự do. Mục này chỉ dành cho thí sinh tự do đã thi kỳ thi tốt nghiệp các năm trước nhưng chưa đỗ tốt nghiệp thì các em đánh dấu X vào ô trống này. Còn ở trong trường hợp này, bạn Nguyễn Văn A là thí sinh đang học lớp 12 nên không cần đánh dấu vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 2. Thông tin để xét công nhận tốt nghiệp. Phần này có 6 mục như sau. Mục thứ 7, các em điền điểm trung bình cả năm lớp 12 viết bằng số. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A đạt 8,0. Chúng ta ghi 8,0. Ở mục 8, ghi rõ xếp loại cuối năm lớp 12 về hạnh kiểm và học lực, các em ghi bằng chữ. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A hạnh kiểm tốt, học lực giỏi. Mục thứ 9, hình thức giáo dục phổ thông. Chúng ta có hai hình thức giáo dục phổ thông, đó là trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các em sẽ đánh dấu X vào ô tương ứng. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A là học sinh trung học phổ thông thì chúng ta sẽ đánh dấu X vào ô đầu tiên. Mục 10, đối tượng được miễn thi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục đã có những quy định miễn thi tốt nghiệp trong những trường hợp cụ thể. Và nếu như bạn nào thuộc đối tượng được miễn thi thì các em đánh dấu X vào ô này, hoặc nếu không thì chúng ta sẽ để trống. Để biết mình có được miễn thi tốt nghiệp hay không thì các em vui lòng truy cập vào trang tin.tuyểnsinh247.com để tra cứu. Mục 11, điểm khuyến khích được cộng thêm. Khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông, các em sẽ được cộng điểm khuyến khích trong những trường hợp sau. Thứ nhất là các em có giấy chứng nhận nghề phổ thông. Thứ hai là các em đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc kết hợp với các ngành chuyên môn khác tổ chức từ cấp tỉnh trở lên ở các trường trung học phổ thông. Ví dụ như kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thi thí nghiệm thực hành các môn vật lý, hóa học và sinh học, thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, cuộc thi khoa học kỹ thuật và viết thư quốc tế.
trong năm lớp 10, lớp 11 các em có thể tham gia các kỳ thi và đạt giải thì kết quả đó các em sẽ vẫn được bảo lưu cho đến khi tốt nghiệp để được hưởng điểm khuyến khích. Và lưu ý nữa là các em có thể đạt nhiều giải khác nhau nhưng các em chỉ chọn một giải cao nhất mà thôi, chọn giải cao nhất. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A, bạn đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán. Và năm lớp 12 thì bạn đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn toán nữa, thì chúng ta sẽ chọn giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia để được hưởng điểm khuyến khích. Trường hợp thứ 3 được cộng điểm đó là các bạn có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học. Chúng ta sẽ lần lượt điền như sau. Các bạn đầu tiên các bạn ghi rõ chứng nhận nghề phổ thông các bạn được loại gì và điểm cộng tương ứng. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A xếp loại giỏi nghề phổ thông và điểm cộng tương ứng là 2 điểm. Và như lúc trước chị nói, bạn đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thì chúng ta sẽ ghi giải nhất ghi bằng chữ. Điểm cộng tương ứng là 2 điểm ghi bằng số 2,0. Trong trường hợp này bạn Nguyễn Văn A không có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học nên phần này sẽ bỏ trống. Còn các bạn khác nếu các em có chứng chỉ thì các em phải ghi rõ về trình độ và mức điểm cộng tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ tính tổng điểm được cộng thêm. Lưu ý tổng điểm được cộng thêm sẽ không quá 4 điểm. Trong trường hợp của Nguyễn Văn A thì bạn được hưởng 4,0 điểm. Để biết mức điểm cộng tương ứng với từng loại này, các em vui lòng truy cập vào trang tin tuyển sinh247.com để tra cứu. Và các em cũng vào trang này để xem mình có thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp hay không. Có 3 diện được ưu tiên, các em sẽ ghi rõ ký hiệu của diện đó vào ô trống ở bên cạnh. Còn nếu không thuộc diện nào thì các em để trống. Phần thứ 3 trong phiếu này là hồ sơ kèm theo, gồm có các loại giấy tờ như sau. Thứ nhất là học bạ. Thứ hai, giấy khai sinh bản sao, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung cấp bản sao, giấy chứng nhận miễn thi tốt nghiệp, giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ, giấy chứng nhận nghề phổ thông, giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, xác nhận điểm bảo lưu và cuối cùng là những giấy tờ khác nếu có. Các em sẽ nhìn thấy có hai cột có và không, các em sẽ lần lượt đánh dấu X vào các ô này. Ví dụ bạn Nguyễn Văn A, trong hồ sơ của bạn có kèm theo học bạ thì chúng ta sẽ đánh dấu X vào chữ có. Giấy khai sinh bản sao, đánh dấu X vào có. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có. Giấy chứng nhận miễn thi tốt nghiệp thì bạn Nguyễn Văn A không phải là đối tượng được miễn thi tốt nghiệp, vì thế phải đánh dấu X vào chữ 0, vào ô 0. Giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ, bạn cũng không có giấy chứng nhận này, vì vậy đánh dấu X vào 0. Giấy chứng nhận nghề phổ thông, bạn đạt loại giỏi, vì vậy đánh dấu X vào mục có. Giấy chứng nhận đoạt giải các kỳ thi, bạn đoạt giải 3, học sinh giỏi quốc gia, đánh dấu X vào có. Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học, bạn không có hai loại chứng chỉ này, vì vậy đánh dấu X vào 0. Giấy xác nhận điểm bảo lưu này chỉ dành cho những thí sinh đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2014 nhưng chưa đỗ tốt nghiệp mà thôi. Và vì vậy trong trường hợp của bạn Nguyễn Văn A đang là học sinh lớp 12 thì bạn sẽ đánh dấu vào chữ 0. 11 là những giấy tờ khác nếu có, ví dụ các em nộp thêm hộ khẩu, bản sao thì các em sẽ ghi rõ vào mục dưới bằng chữ. Hộ khẩu, bản sao. Tương tự như vậy, các em viết tiếp những giấy tờ khác nếu có cho đến hết. Cuối cùng, phần thứ tư trong phiếu này đó là cam đoan và xác nhận. Ở phần này, các em phải cam kết những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và nếu sai thì các em sẽ chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuối cùng, các em ghi rõ ngày, tháng và năm viết phiếu và ký ghi đầy đủ họ tên của mình. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.